Vì sao tội phạm lừa qua mạng vẫn hoành hành, không thể bó tay? Quý vị thân mến, từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2022, riêng lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên toàn quốc đã khởi tố gần 500 vụ án, hơn 1.000 bị can liên quan đến loại tội phạm về giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án. Sau khi loạt bài Vì sao tội phạm lừa qua mạng vẫn hoành hành đăng trên báo Thanh Niên từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 9, phóng viên Thanh Niên có trao đổi với một số bộ ngành về trách nhiệm cũng như giải pháp ngăn chặn loại tội phạm gây bức xúc dư luận trong thời gian dài. Công tác đấu tranh gặp khó khăn. Liên quan đến loại tội phạm này, ngoài tuyên truyền cảnh báo, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự C02, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội cùng công an các địa phương vào cuộc, chủ động phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2022, riêng lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên toàn quốc đã khởi tố gần 500 vụ án, hơn 1.000 bị can liên quan đến loại tội phạm về giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện qua giao thức Internet, đe dọa, chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, tín dụng đen, đánh bạc, tấn công hệ thống ngân hàng, dùng các thiết bị giả trạm thu phát sóng di động nhắn tin để đánh cắp thông tin, lừa đảo tài sản, tổ chức lôi kéo người Việt Nam sang nước ngoài để lao động, lập các đường dây ổ nhóm phạm tội sử dụng công nghệ cao vào trong nước, tránh sự điều tra xử lý của Công an Việt Nam. Theo Bộ Công an, dù thủ đoạn không mới, song cách thức các đối tượng tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, các đối tượng hoạt động hoặc đặt máy chủ ở nước ngoài, khó phát hiện, số lượng bị hại lớn trên khắp cả nước. Việc này khiến loại tội phạm này vẫn hoạt động và công tác đấu tranh gặp khó khăn, hạn chế. Thứ nhất, công tác quản lý nhà nước còn thiếu chặt chẽ, nhất là tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông, ngân hàng. Những doanh nghiệp này thường chậm trong việc thực hiện đưa ra các yêu cầu tra cứu xác minh địa chỉ IP, cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm. Đây là điều kiện phát sinh tội phạm. Ngoài ra, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật chưa hoàn thiện hoặc chưa có cơ chế quản lý, dẫn tới công tác phối hợp, áp dụng pháp luật giữa các đơn vị còn nhiều khó khăn. Có thể chặn IP kể cả máy chủ nước ngoài. Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, An ninh Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, với các cuộc gọi mạo danh, lừa đảo, theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền, Cục sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn về mặt kỹ thuật. Cụ thể, với các cuộc gọi được chứng minh là lừa đảo, Cục An ninh Thông tin có thể ngăn chặn bằng biện pháp chặn IP với các thuê bao đầu số trên. Trước câu hỏi về việc các đầu số lừa đảo được đặt máy chủ tại nước ngoài, ông Phúc cho rằng, về mặt kỹ thuật, khi xác định được địa chỉ IP, hoàn toàn có thể chặn IP kể cả với máy chủ nước ngoài khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. Còn về phía xử lý sim giác, ngành viễn thông sẽ có giải pháp cụ thể. Từ năm 2021, Cục An toàn Thông tin đã đưa ra các cảnh báo về việc nhiều thuê bao di động nhận được nhiều tin nhắn mạo danh các tổ chức tài chính ngân hàng như TP Bank, Sacombank, ACB, ZaloPay gửi các nội dung giả mạo, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân. Qua xác minh, đánh giá cho thấy các tin nhắn giả mạo này không xuất phát từ hệ thống của các tổ chức tài chính ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông mà được phát tán thông qua các thiết bị phát sóng di động giả mạo. Đây là các thiết bị có nguồn gốc từ nước ngoài, được các đối tượng mua bán sử dụng trái phép nhằm thực hiện các cuộc tấn công phát tán tin nhắn rác, lừa đảo người dùng, đặc biệt là người dùng tại các khu vực đô thị. Cụ thể, đối tượng sử dụng các thiết bị phát sóng giả mạo SMS BTS Catcher để thực hiện gửi tin nhắn rác trực tiếp vào điện thoại mà không thông qua mạng viễn thông di động. Các tin nhắn này bị các đối tượng thay đổi thông tin nguồn gửi, số điện thoại, đầu số hoặc tên định danh nhằm mục đích tạo lòng tin, đánh lừa người dùng. Nội dung tin nhắn thường là quảng cáo, hướng dẫn hoặc chứa đường link tới website giả mạo, giống như các website chính thống của các tổ chức tài chính ngân hàng, để dẫn dụ và đánh cắp thông tin của người dùng như tài khoản, mật khẩu, mã OTP. Người dùng không nhận biết được website giả mạo nên cung cấp thông tin cá nhân truy cập vào tài khoản ngân hàng như điền tên tài khoản, mật khẩu. Sau khi người dùng cung cấp thông tin, website giả mạo điều hướng sang website khác hoặc thông báo đề nghị người dùng chờ đợi. Đối tượng dùng thông tin cá nhân của người dùng đăng nhập vào website chính thức của các tổ chức tài chính ngân hàng để lấy mã xác thực OTP nếu cần. Cục An toàn Thông tin đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp viễn thông để triển khai các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xác minh và xử lý đối với vi phạm pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế để xử lý. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, một số đối tượng đã lợi dụng các ưu điểm của dịch vụ viễn thông, phát tán các cuộc gọi rác như gọi điện thoại quảng cáo, bán hàng, telesale mà không được sự đồng ý trước của người dùng, gây phiền nhiễu, quấy rối người tiêu dùng. Đây là vấn nạn toàn cầu, không riêng gì Việt Nam. Theo ông Nguyễn Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Viễn thông, để giải quyết câu chuyện cuộc gọi rác, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan quản lý và các nhà cung cấp dịch vụ, cần phải có cả sự chung tay của người sử dụng. Trên thực tế, khi nhà mạng gửi tin nhắn hỏi cuộc gọi khách hàng vừa nhận có phải là cuộc gọi rác hay không, tỷ lệ phản hồi rất thấp. Điều này đã gây ra những khó khăn với nhà mạng cũng như cơ quan quản lý trong quá trình xác định nguồn phát tán cuộc gọi rác. Cuộc gọi rác đa phần là những cuộc gọi chưa định danh, gây phiền nhiễu đến người dùng, thậm chí là lừa đảo. Lãnh đạo Cục Viễn thông cho rằng, để ngăn chặn triệt để cuộc gọi rác, chỉ các giải pháp kỹ thuật là chưa đủ, tỷ lệ phản hồi của khách hàng là căn cứ để nhà mạng tìm ra và chặn đứng cuộc gọi rác. Người dùng cũng cần có trách nhiệm phản hồi, chung tay cùng cơ quan quản lý nhà nước và các nhà mạng nhằm giải quyết câu chuyện vấn nạn sim rác, cuộc gọi rác và cuộc gọi lừa đảo. Nhằm trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội, Bộ Công an cho hay sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ đẩy mạnh điều tra, tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo tội phạm để đấu tranh điều tra khởi tố, xử lý nghiêm loại tội phạm này, nhất là đối tượng chủ mưu cầm đầu, siết chặt quản lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như Facebook, Google, tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, phối hợp với các bộ ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, dễ tiếp cận, nhất là đối với người dân ở khu vực nông thôn, miền núi. Truy trách nhiệm chủ tịch quận huyện nếu cháy nổ hậu quả nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành công văn số 504 CVTU về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố. Công văn nêu rõ, trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước và thành phố Hà Nội, tình hình cháy nổ diễn ra hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đặc biệt là vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2022 tại quán karaoke ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước tình hình trên, để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ cháy nổ và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, hậu quả xảy ra đối với những vụ cháy nổ có thể xảy ra trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp các ngành tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ. Cụ thể, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy của người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất kinh doanh có điều kiện, kiến thức, kỹ năng để cán bộ, đảng viên và nhân dân làm tốt việc phòng ngừa cháy nổ, kỹ năng thoát nạn thoát hiểm khi có sự cố xảy ra, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ, có chính sách khuyến khích các tổ chức cá nhân tích cực tham gia xây dựng hạ tầng, kỹ thuật, đảm bảo đúng quy chuẩn quy trình an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó ưu tiên trang bị ứng dụng công nghệ cảnh báo khói, báo cháy, thoát nạn thoát hiểm tại nhà dân và những cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ và các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng cho người và tài sản trên địa bàn phạm vi quản lý. Công văn nêu rõ, Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 24 CTTU ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Hà Nội về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thủ đô Hà Nội và các văn bản quan trọng khác của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có liên quan. Ngoài ra, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong công tác tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá lại điều kiện, tiêu chuẩn, khả năng phòng cháy chữa cháy đối với toàn bộ các lĩnh vực, cơ sở kinh doanh trên địa bàn, kiên quyết yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý, chủ hộ sản xuất kinh doanh khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định hiện hành. Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những vi phạm tại các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội, tổ chức tuyên truyền, làm tốt công tác hướng dẫn, tập huấn cho nhân dân về kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi có những tình huống phức tạp, nhất là những cơ sở trọng điểm, công trình đặc thù, những lĩnh vực sản xuất kinh doanh có điều kiện khi có cháy nổ xảy ra, sẵn sàng chủ động xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn, thảm họa xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ban Nội chính Thành ủy chủ trì phối hợp với Công an thành phố, các ban đảng, văn phòng Thành ủy đôn đốc theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các đơn vị và báo cáo thường trực Ban Thường vụ Thành ủy. Các cơ quan đơn vị thông tin báo cáo kịp thời thường trực Ban Thường vụ Thành ủy khi có sự cố xảy ra theo quy định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.